Hôm nay ngày 2 tháng 4 năm 2021, thứ sáu, mùa chay năm B. Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Trích sách tiên tri Isaiah: Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe, và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích, bị người đời khinh dễ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dễ. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhục khổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết. Và như chiên non trước mặt người sáng lông, người thanh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệ, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ dân ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dù người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh, bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân. Người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tôi hô. Vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con phó thác tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Con trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên trò cười cho khách lân bang và mối lo sợ cho người quen biết. Gặp con ngoài đường họ tránh xa con bị người ta quên, không để ý tới, dường như đã chết. Con đã trở nên như cái bình bị vỡ tan. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài. Con kêu lên, Ngài là Thiên Chúa của con, vâng mang con ở trong tay Ngài. Xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bắt hại. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan diệu hiền.
Xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường mạnh bao, hết thầy chư vị là người cây trong ở Chúa. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ việc tuyên xưng đức tin của chúng ta vì chân, không phải chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhậm lời, dầu là con Thiên Chúa, người đã học phân phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa Kitô về chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Sê-rông. Ở đó có một khu vườn, người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giu-đa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Nó đến đấy với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa lại: Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu bảo: ta đây. Giu-đa là kẻ định nộp người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi người vừa nói ta đây, bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa: Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu đáp lại: ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói, còn chẳng để mất người nào trong những kẻ cha đã trao phó cho con. Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tay bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào bao. Chén cha ta đã trao lẽ nào ta không uống? Bấy giờ toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại và điều người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Ca-pha đương làm thượng tế năm ấy. Chính Ca-pha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, để một người chết thay cho cả dân thì lỡ hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế môn đệ kia là người quen với vị thượng tế nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phêrô: có phải ông cũng là môn đệ của người đó không? Ông đáp: tôi không phải đâu. Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp: tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi?
Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói. Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giê-xu mà nói: Anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Chúa Giê-xu đáp: Nếu ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Mà nếu ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh ta? Rồi Anna cho giải người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Cai-pha. Lúc ấy Phê-rô đang đứng sưởi, họ bảo ông: Có phải ông cũng là môn đệ người đó không? Ông chối và nói: Tôi không phải đâu. Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phê-rô chém đứt tay cãi lại rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao? Phê-rô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy. Bấy giờ họ điều Chúa Giê-xu từ nhà Cai-pha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy Phi-la-tô ra ngoài để gặp họ và nói: Các ngươi tố cáo người này về điều gì? Họ đáp: Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan. Phi-la-tô bảo họ: Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông. Nhưng người Do Thái đáp lại: Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói trước: Người sẽ phải chết cách nào. Bấy giờ Phi-la-tô trở vào pháp đình, gọi Chúa Giê-xu đến mà hỏi: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp: Quan tự ý nói thế, hay có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giê-xu đáp: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: Vậy ông là vua ư? Chúa Giê-xu đáp: Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Phi-la-tô bảo người: Chân lý là cái gì? Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: Ta không thấy nên người này có lý do để khép án, nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi chăng? Họ liền la lên: Không phải tên đó, nhưng là Baraba. Baraba là một tên cướp. Bây giờ Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-xu đi mà đánh đầu người. Binh sĩ kết một điều thiên bằng gai nhọn, đội lên đầu người và nói: Tâu vua Do Thái, và vả mặt người. Phi-la-tô lại ra ngoài và nói: Đây, ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy có một lý do để kết án. Bây giờ Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão gai và khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo họ: Này là người. Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to: Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô bảo họ: Đấy, các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá. Phần ta không thấy lý do nào kết tội ông. Người Do Thái đáp lại: Chúng tôi đã nói. Chúng tôi đã có luật và theo luật đó nó phải chết vì nó tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giê-xu: Ông ở đâu đến? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao? Chúa Giê-xu đáp: Quan chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan mắc tội nặng hơn. Từ lúc đó Phi-la-tô tìm cách tha người. Những người Do Thái la lên: Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Caesar. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Caesar. Phi-la-tô vừa nghe lời đó liền cho điệu Chúa Giê-xu ra ngoài
Rồi ông lên ngồi tòa sử, nơi gọi là nền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, ngày chuẩn bị lễ vượt qua, Pilato bảo rằng: "Đây là vua các ngươi." Nhưng họ càng la to: "Giết đi, giết đi, đóng đinh nó đi." Pilato nói: "Ta đóng đinh vua các ngươi ư?" Các thượng tế đáp lại: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Bây giờ quan giao người cho họ đem đóng đinh." Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi, và chính người vác thập giá đến nơi kia gọi là núi sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá bảng mang hàng chữ này: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bản đó vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bản viết thì bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Phi-la-tô: "Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã nói ta là vua dân Do Thái." Phi-la-tô đáp: "Điều ta đã viết là đã viết." Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đang liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: "Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy." Hầu ứng nghiệm lời kinh thánh: "Chúng đã chia nhau các áo của ta và đã rút thăm áo dài của ta." Chính quân lính đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Lopa, và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu Chúa Giêsu, thưa cùng mẹ rằng: "Hỡi bà, này là con bà." Rồi người lại nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: "Ta khát." Ở đó có một bình đầy giấm, họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy giấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng người. Khi đã nếm giấm rồi, Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất." Và người gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng. Quỳ gối thanh lặng thở lại trong giây lát. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ, nên người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc đó đến gần Chúa Giêsu, họ thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh: người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời kinh thánh khác rằng họ sẽ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu qua. Sau đó, Giuse, người xứ Arimatha, môn đệ Chúa Giêsu nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Phi-la-tô cho phép và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicodemo cũng đến. Ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm, theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn, và trong vườn có một ngôi ngộ mới chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Gioan chương 19 câu 25-27. Suy niệm: Thập giá là điều mà người Do Thái cho là ô nhục, dân ngoại cho là điên rồ. Thư của Thánh Phaolô. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 1 câu 23. Thì qua cái chết của Đức Giêsu đã biến thành thánh giá, biểu tượng của tình yêu. Biểu tượng của tình yêu tha thứ và đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, những người môn đệ Chúa được mẹ Ngài là mẹ của mình, trở nên một với nhau trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh. Mời bạn, trên con đường đời của bạn không thiếu thập giá. Mỗi khi gặp đau khổ trong đời, bạn nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để học với Ngài. Dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Sách Do Thái chương 5 câu 8. Chúa Giêsu đã trải qua tất cả những khổ đau. Ngài hiểu bạn và yêu thương bạn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Mát-thêu chương 11 câu 29. Đến với Ngài, bạn sẽ có thêm sức mạnh nội tâm để đón nhận thập giá Chúa gửi đến, và bạn sẽ nhận ra thánh ý Chúa. Đau khổ quả là điều hữu ích để cho con học biết thánh chỉ Ngài. Thánh bệnh 119 câu 71. Và Ngài đã chẳng kêu gọi bạn: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Đó sao? Luca chương 9 câu 23. Sống lời Chúa, đón nhận cách vui tươi những thập giá tự nhiên sẽ đến cho bạn. Những vất vả do công việc, khó chịu do thời tiết, do người khác làm phiền, thay vì than vãn bực tức. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời con và phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Ve sầu kêu ve ve. Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè, đến kỳ gió bắc thổi, nguồn cơn thật bối rối. Trên đây là bốn câu đầu trong bài thơ mà cụ Nguyễn Văn Vịnh đã dịch từ Chuyện Ngụ Ngôn, Con Ve và Con Kiến của thi sĩ Pháp La Fontaine. Ở Việt Nam chúng ta cũng như tại nhiều nước trên thế giới, cứ mỗi độ hè về là ve sầu xuất hiện và kêu inh ỏi. Theo sinh vật học thì có đến 23 loại ve sầu, mỗi loại có chu kỳ khác nhau, loại 2 năm, loại 3 năm, loại 17 năm. Trước khi xuất hiện trên mặt đất, ve đã làm kiếp nhộng sống ngầm dưới đất đến 17 năm. Ngay sau khi ra khỏi trứng, nhộng đã chui xuống đất và sống yên lặng 17 năm. Sinh vật học còn cho rằng, khi chu kỳ 17 năm chấm dứt, các con nhộng này có thể nghe được một tín hiệu bí mật kêu chúng ra khỏi lòng đất, và hàng trăm triệu con nhộng đã đáp lại tiếng kêu gọi đó, bò lên mặt đất, tìm cây cối hay vật gì thẳng gốc với mặt đất để bám chặt vào, rồi lột vỏ, biến thành con ve với hai cánh dài để bay. Nhưng cuộc sống của ve rất ngắn ngủi vì chúng chỉ sống được 5 tuần lễ, vừa đủ để làm công tác duy nhất là đẻ trứng rồi chết. Kiếp sống của con ve sầu có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong 33 năm sống kiếp con người, Ngài đã sống ẩn dật đến 30 năm. Nếu đối với kiếp ghê sầu, 17 năm sống dưới đất như nhộng không phải là vô ích, thì với Chúa Giêsu, 30 năm sống ẩn dật của Ngài cũng mang một ý nghĩa và giá trị đặc biệt. Kiếp sống lam lũ của người thợ mộc, những vất vả trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đều mặc cho cuộc sống con người một ý nghĩa. Chúa Giêsu đến để chiếu rọi ánh sáng vào cuộc sống con người. Ánh sáng đầu tiên đã được chiếu rọi vào cuộc sống chúng ta chính là những năm tháng ẩn dật ấy của Chúa Giêsu. Trong ánh sáng ấy, chúng ta sẽ hiểu được, dù nghèo hèn đến đâu, dù tối tăm đến đâu,
công việc từng ngày của chúng ta là những đóng góp vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Con ve sầu phải tôi luyện trong suốt 17 năm trời mới có thể được xuất hiện để sinh ra một mầm sống mới. Những lam lũ vất vả từng ngày của người Kitô chúng ta cũng có sức mang lại mầm sống mới cho rất nhiều người. Ước gì ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu rọi vào cuộc sống của chúng ta để dù vất vả lao nhọc và đau khổ từng ngày, chúng ta luôn vui vẻ tiến bước vì tin rằng cuộc sống của chúng ta đang mang lại sức sống cho nhiều người. Bài trích sách lẽ sống.